Chào cả nhà yêu lan. Hôm nay em quay cây bông hoa lan có tên là Hoàng Thảo Long Nhãn. Hoàng Thảo Long Nhãn nha. Cây long nhãn này nó thường xuất hiện ở miền Tây Nguyên, Gia Lai, Kon Tum, Campuchia. Thì hình như thế nào vậy. Giá tiền của nó là tầm 100.000 đến 200.000 một cân ăn rừng. Long nhãn thì nó có hoa màu vàng và có hai con mắt màu đen. Cái này là được ghép trên bàn dớn. Em sẽ quay cái hoa. Hoa đó là hoa chùm, hoa chuỗi. Hoa chuỗi như kiểu hoa sơn thủy tiên hay là hoàng lạp vậy đó. Hay là thủy tiên thì nó cũng là một cái chuỗi chùm xuống, chùm giống như lồng đèn vậy đó. Hoa nào đây, hoa cận cảnh ha. Đây là họ ghép ở trên cái bàn dớn xong rồi họ ốp lên cái cây nha. Ép lên bằng dưới xuống ấp lên cái cây. Hoa long nhãn. Ép lên gốc lên bằng dưới này. Nhiều cây nó to ghê. Nhưng mà những vùng miền khác khó trồng nha, không phải ở đâu cũng trồng được đâu. Còn cây là cây cây này giống cây đùi gà, giống cây đùi gà tròn, đùi gà tròn ha, giống đùi gà tròn chứ không biết là nó có phải đùi gà tròn không. Là hoa long nhãn, hoa hoàng thảo long nhãn. Màu vàng rực ha. Quay trên hình thì nó là màu vàng vàng, nhưng ở ngoài thì nó là màu vàng cam. Con mắt của nó thì hình tròn nha. Mắt nó hình tròn chứ không phải là hai con mắt mà là một cái hình tròn màu đen ở trong họng hả? Hương thơm không ta? Không có mùi, không có mùi gì hết, không có mùi hương. Ghép lên bản dớn. Đây bản dớn đấy, đây là gọi là bản dớn. Ghép lên bản dớn xong ớp vô cái cây. Nhưng mà cột bằng kẽm hư cái cây nha. Cột bằng kẽm hư cái cây. Cột bằng dây thì nó sẽ không hư mà cột bằng kẽm nó hư.